chúng tôi hiểu những y bác sĩ hy sinh thầm lặng bỏ lại phía sau cha mẹ thân yêu, vợ chồng gia đình, tình riêng tư lên tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi hiểu những y bác sĩ vất vả trực ca suốt những tháng ngày, ăn rất vội, ngủ chẳng được say, bệnh cấp cứu lao vào ngay khi cần. Chúng tôi hiểu những y bác sĩ chẳng quan hiểm nguy làm nơi mầm manh, vì sức khỏe bệnh nhân lao tâm trí, nắng đẫm mồ hôi choáng ngất nhiều người. Chúng tôi hiểu y bác sĩ ngành y đã thầm lặng hy sinh rất rất nhiều, cha mẹ mất vai vọng từ xa về, mong cha mẹ hiểu con làm ngành y, luôn nhớ bác dạy lương y như từ máu, mẹ hiện phải hết mình cứu giúp bệnh. Tình thầm lặng mò lại phía sau cha mẹ thân yêu, vợ chồng gia đình, tình riêng tư lên tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi hiểu những y bác sĩ vất vả trực ca suốt những tháng ngày, ăn rất vội, ngủ chẳng được say, bệnh cấp cứu lao vào ngay khi cần. Chúng tôi hiểu những y bác sĩ chẳng quan hiểm nguy làm nơi mầm manh, vì sức khỏe bệnh nhân lao tâm trí, nắng đẫm mồ hôi choáng ngất nhiều người. Chúng tôi hiểu bác sĩ ngành y đã thầm lặng hy sinh rất rất nhiều, cha mẹ mất vai vọng từ xa về, mong cha mẹ hiểu con làm ngành y, luôn nhớ bác dạy lương y như từ máu, mẹ hiện phải hết mình cứu giúp bệnh. Ngành y đã thầm lặng hy sinh rất rất nhiều, cha mẹ mất vai vọng từ xa về, mong cha mẹ hiểu con làm ngành y.